Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh của Nga USA. Đầu tiên tôi xin được gửi lời chúc quý vị và các bạn thật là nhiều sức khỏe nha. Còn thưa quý vị, đây là cái năm đầu tiên mình trồng cái cây lồng đèn này quý vị. Này, cây lồng đèn này. Đó, nó bắt đầu nó ra cái lồng đèn rồi đó. Hồi năm ngoái mình cũng thích cái cây lồng đèn này. Mình mua về, mình mua hạt thì mình trồng. Mà hồi đó mình trồng mình không có biết quý vị. Cái mình trồng cái bắt đầu nó ra cái hoa màu trắng. Thì mình coi cho nó có cái hoa để mình quay cho quý vị xem. Đây nè quý vị. Nó ra cái hoa màu trắng như thế này nè. Đó. Cái mình tưởng là ô mình mua hạt lộn rồi sao nó ra cái lồng đèn mà rốt cuộc có ra cái hoa màu trắng. Nên là mình mới nhổ hết mình dùng. Cái sau cái mình mới lên trên net mình đọc lại thì ra cái lồng đèn nó là cái quả của nó quý vị. Nó ra cái hoa này trước. Cái xong là khi cái hoa nó tàn ấy, thì nó mới ra cái lồng đèn. Thì cái lồng đèn hình thức như là cái quả của nó. Rồi một cái lồng đèn này quý vị. Đó là cái quả của nó. Đó, thành ra năm nay là mình biết rồi, mình không có nhổ nữa, mình trồng lại. Nó lồng đèn nó nhỏ rồi cái nó to từ từ. Trong này nó có lồng đèn nữa mà quý vị. Đây nè, đó. Theo như họ nói là cái lồng đèn này sau này nó sẽ còn một cam. Mà mình không biết, nhưng mình trồng thử và coi cái chừng nào thì nó ra một cam. Bây giờ thì nó chỉ có màu xanh như thế này thôi quý vị. Đó, có lồng đèn nữa nè. Thì cái này là một hình thức là cái quả của nó, chứ không phải nó là cái hoa. Ngày trước mình cứ nghĩ cái hoa, thì ra là cái hoa nó là màu trắng. Sau đó rồi nó ra cái lồng đèn. Để mình đợi khi nào nó ra một cam mình quay quý vị xem nha. Quý vị xem, hôm nay khoe với quý vị cái chậu sen đá gà mẹ gà con của mình nè, hen ăn chích này quý vị, bỏ ra ngoài nó đẹp hơn. Wow, nó mới lần nào nấy nó bự to luôn. Có mấy cái 10 giờ nó băng đây mình nhổ. Đó, quý vị hen ăn chích ha, hay đã ha, đẹp quá luôn á.